Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với SK Free Fire. Và vâng, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể trèo lên được nóc nhà thế giới mà vẫn có thể mang theo đủ cái trang phụ kiện, súng các kiểu đồ. Đầu tiên mình sẽ vào tủ đồ thay đồ chưa? Thay đồ à? Trang phục nào ta? Trang phục Colobeta đi. Quần xanh, thanh niên quần hổ, ok, và chiếc giày xanh luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu nhỉ, tìm trận. Ok, xin chào tất cả mọi người. Mấy thanh niên cà phê à nhỉ? Má cái đáp gì đâu rồi? Ok, vẫn còn đủ 13 giây để trèo lên cây dừa. 12, 11, 10 giây. Có thể trèo lên được cây dừa thành công không? 5 này, 4 này, 3 này, 2, 1. Ok, vẫn có thể trèo lên cây dừa thành công. Ê, gì cũ? Bà là ba. À, không biết thằng nào lấy mất một cái ba đấy. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trèo lên nóc nhà thế giới. Đầu tiên thì mình sẽ đánh dấu tích vào cái chỗ này gọi là Bimasaka T-Strip này. Ok, ở đây chúng ta sẽ phải nhảy đến cái chỗ này. Chuẩn bị nhảy nhá. Nhảy, ok. Ở cạnh cái cột này ấy. Đây không phải là cái cột, mình nghĩ nó là một cái ở cạnh cái trụ hình tròn này ấy. Thì ở bên dưới này nó sẽ có hai cái trò nhỏ này và một cái nhà màu trắng bên này này. Chúng ta sẽ nhảy xuống hai cái nhà nhỏ nhá. Nhanh chóng lấy được những cái trang bị cần thiết cho mình như là súng này. Ok. Súng UV đấy. Ở đây là đạn súng lục này. Chỗ này là gì đó? Ok, UVM các kiểu. Vào trong lều để lượng tức trang bị. Trong lều này có cái tay súng này, tay súng level 2 này. Ok, chúng ta sẽ lượm hết những cái trang bị mà chúng ta có thể lấy được. Càng nhiều càng tốt nhá. Ok. Chúng ta sẽ vòng ra sau này. Wait, có hai thanh niên đang bắn nhau ở trong này. Một thanh niên vừa hy sinh. Đây, mình thấy thanh niên thứ hai rồi. Lượm đồ, thanh niên thứ nhất đã không có gì cả. Thật ra là mình muốn kiếm một ít máu. Tại vì lên cái chỗ này thì chúng ta cần càng nhiều máu càng tốt này. Những cái túi cứu thương sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Ok. Thôi được rồi. Không có túi cứu thương thì chúng ta sẽ tự lên cái nóc nhà này mà không cần túi cứu thương. Chúng ta sẽ chạy sang cái góc này. Ok, sau đó bắt đầu nhảy lên này. Nhảy lên này, ok. Như các bạn thấy này, mình đang nhảy lên này. Tiếp tục nhảy lên. Mỗi lần nhảy thì nó sẽ nhảy lên được một ít thôi. Chúng ta tiếp tục kiên trì nhảy lên. Ok, mình vẫn đang tiếp tục nhảy lên.
sắp gần lên đến nơi rồi. Có vẻ khá là cao nhỉ, nhưng mà chúng ta sẽ kiên trì một lúc thôi, chỉ một lúc là sẽ lên được. Ok, như vậy là mình đã lên được cái nóc nhà, vẫn có trang bị súng này cho nên mà chúng ta nhòm. Mình sẽ tia những cái thanh niên ở dưới bằng trên này. Ok, xem có ai không nào. Chỗ này không có ai này. Cậu không có ai này. Khu này khá là vắng người. Không có một ai cả. May lúc nãy mình nhặt được cái nhòm 4x nên là bây giờ nhòm khá là ok. Chạy hết một vòng rồi vẫn chưa thấy thanh niên nào. Không một ai luôn. Vùng an toàn sẽ thu lại sau 21 giây nữa. Phiên bản Free Fire mới này mình không thích cái nhạc này cho lắm. Nhạc kêu khá là khó chịu. Không thấy một thanh niên nào cả. Hình như là nếu mà khoảng cách quá xa thì chúng ta không thể thấy được thì phải. Chỉ thấy được nhà nó không xa quá thì không thấy được người. Bò vẫn đang tiếp tục thu. Thấy thanh niên nào cả. Tất cả như là một thành phố không có người. Vùng an toàn vẫn đang thu lại, xem nào. Cái chỗ ngay chỗ hộp quà rơi trên mái nhà luôn. Không thấy được ta. Thấy một ai luôn. Bò vẫn đang tiếp tục thu vào.
trên cao như thế này thì chúng ta có thể ngắm toàn bộ cảnh quan của vùng xung quanh này. Đây một ô tô cháy à, đồ cháy. Mình vẫn ở trong vùng an toàn thôi, không có gì phải lo cả. Chơi như thế này thì có vẻ khá là chán đấy nhỉ. Nhiều anh em thắc mắc là nếu mà chúng ta lên được như thế này thì chúng ta sẽ xuống như nào. Xuống thì chúng ta không thể nhảy được một phát là xuống luôn được, tại vì sẽ chết luôn. Ở độ cao như thế này nhảy xuống thì chúng ta sẽ chết. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nhảy xuống an toàn. Bo nằm trong này à? Ok, đã lúc chúng ta cần phải xuống rồi. Xuống một cách nhẹ nhàng nhá. Ok, chúng ta sẽ đi. Mình cần quay vào trong đã. Quay vào trong như này, chúng ta sẽ di chuyển nhẹ nhàng. Có vẻ như là không di chuyển được thì phải. Kéo một cách nhẹ nhàng nào. 50 máu. Khá là căng đấy nhỉ. Di chuyển như nào ta, lúc nãy mình di chuyển rồi mà. Đây ok, di chuyển như này. Sang phải, đi chậm chậm, từ, chậm đi xuống. Một thanh niên ở dưới này. Không thể nhòm được. Ôi thôi, mải bánh thanh niên quá kia quá nên là chết mất rồi. Mình sẽ thực hiện lại. Thay đổi cái trang bị đã. Ui, áo đẹp thế. Mạng láng này. Ok, thay đổi cả cái quần nữa. Quần này đi. Giày đen đi. Giày đỏ luôn cho chất. Ok. Lỗi cái nối mạng, thử lại nào. Mạng lỗi này. Mình sẽ dùng 3G để chơi game. Tắt wifi đi. Ok, ở trong màn này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người xuống một cách là an toàn. Nãy là do mải bắn thanh niên kia nên là mình đã bị rớt từ trên cao xuống. Chết luôn, còn không máu luôn. Trong màn này thì mình sẽ thực hiện lại các bạn cách trèo lên tháp và đi xuống an toàn. Mình có quả áo chất nhất cái game này. Khá đẹp, áo hình con gà. Lại có cả dòng chữ con red cái gì này. Ok, trở lại điểm cũ nào. Bimasati Strip. Ok. Ok.
mà nếu anh là hai mình nhớ lòng ok, chỗ này nhảy được rồi. Quay trở lại chỗ cũ. Mình sẽ xuống tòa nhà này trước. Nhà có mấy cái lỗ thủng trên mái nhà. Chúng ta thử chui vào một đường mái xem. Chui từ mái nhà vào xem được không. Ok. Chui được vào mái nhà này. Ơ, mái nhà không chui được này. What the hell? Chúng ta đứng giữa cái mái nhà luôn. Không thể chui được vào qua cái ô cửa kính này. Lại rơi xuống. Ôi, hình như bây giờ mới chui được này. Ok. Đã chui được vào nhưng mà gần mất khá là nhiều máu. May ở đây thì mình có nhặt được một ít máu này. Ít trang bị cứu thương, túi cứu thương, UPM các kiểu. Có ba lô luôn. Mình sẽ vòng qua cái chỗ lều để xem còn máu không. Nãy đây mình nhặt được một túi máu. Mong là sẽ có những cái túi cứu thương cho mình dùng. Không có túi cứu thương luôn. Có da này, súng lục này. Tay súng level 2 này. Mình sẽ xuống ngôi làng này để tìm xem có túi cứu thương không. À mà thôi, mình sẽ trèo lên. Nếu mà như tí nữa bò vào thì mình sẽ không thể trèo lên được. Trèo lên luôn nào. Chơi luôn làm sao mà phải sợ. Ok, chúng ta vẫn đang tiếp tục lên. Lên nào. Ok, chúng ta đã lên được rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể xuống được luôn. Xuống chúng ta sẽ men theo từ từ, từ cái đường kiểu này. Ok. Men theo một cách từ từ. Chúng ta sẽ cứ tiếp tục men theo viền như này. Men theo một cách rất là từ từ các bạn nhé. Ok. Ok, mình đã hết máu rồi. Thì những cái lúc như này thì lúc nãy thì mình đã bảo các bạn là nên nhặt nhiều cái túi cứu thương lên thì sẽ giúp ích được cho chúng ta lúc xuống này. 124 máu rồi, sợ gì nữa. Tiếp tục xuống thôi. Còn 104 máu. Có một thanh niên ở ngoài này. Tiếp tục hạ thanh niên. À, quên. Khi nữa không để ý thì chúng ta sẽ bị chết. Ok, xuống thôi. Ok, thế này là mình đã xuống được an toàn rồi.
Tuyệt vời, xuống với làng thôi. Cái nhà này bị lút hết đồ rồi, chẳng có đồ gì cả. Đổi súng vào bên nam này. Ôi có một... À không không, mình tưởng là có thanh niên ngoài này, không có. Ok, chúng ta sẽ đi nhặt đồ tiếp, tiếp tục đi nhặt đồ. Ô đã bị chết rồi. Thì ở cái video này thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể lên nóc nhà thế giới và xuống an toàn. Mình có lẽ là mình xin kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé.